Xin chào quý bà con, hôm nay công ty Thế Giới Máy đi bàn giao dàn máy xay giấc gạo liên hoàn 15SF, dây chuyền xay giấc gạo tự động hoàn toàn dành cho cơ sở kinh doanh gạo Hai Dũng tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Không để quý vị và bà con chờ lâu, bây giờ chúng tôi sẽ đi chi tiết về dòng máy này cho bà con cùng xem tại sao nó là máy xay gạo liên hoàn mà là thế hệ cải tiến hiện đại nhất hiện nay. Đầu tiên thì mời bà con đến với lại hệ thống lên lúa. Đây là cầu tải để đưa lúa vào, khi mà lúa đổ vào cầu tải sẽ đưa lúa lên trên. Lúa lên trên sẽ đi qua cái lọc sàng tạp chất. Bà con có thể nhìn thấy đây là cái lọc sàng tạp chất. Khi mà lúa vào thì nó sẽ lọc hết các cái loại cọng rơm, lá cây cũng như là sắt đá mà lẫn vào trong hạt lúa. Sau khi mà lọc xong thì là cái tiếp tục là hạt lúa sẽ đi xuống qua một hệ thống sàng. Sàng này, hệ thống sàng lọc này là tách sàn nhỏ, tách sàn nhỏ của lúa, tách những hạt chấu nếp của lúa và tách bụi của lúa. Cái hạt chấu và bụi của lúa thế đi theo runo này. Và ra đây, đây bà con có thể nhìn thấy là cái tạp chất khi chúng tôi test nó sẽ ra như thế này. Đây là hạt lúa nếp và bụi và cũng như cọng rơm cọng rạ. Sau khi là lúa đã được lọc tạp chất, sỏi đá và bụi ra thì hạt lúa sẽ đi xuống tiếp tục xuống dưới băng tải. Tiếp theo băng tải sẽ đưa lúa xuống qua hệ thống của cối lức. Đây là cối lức. Khi mà cối lức trà gạo lức ra được sạch đến 80-85% thì vỏ chấu sẽ được đi theo đường quạt gió, theo đường ống dẫn ra kho chấu. Bà con có thể nhìn thấy là đường ống dẫn chấu đường kính là 160 đi ra đường chấu. Lúa nước sẽ đi qua cái sàng gần lọc gạo lứt. Sàng lọc gạo lứt gồm có 4 tầng. Những cái hạt lúa mà bóc chưa hết sẽ được hồi về cối lứt. Những cái và tầng thứ hai là những cái hạt mà lúa bóc và còn nước ít thì sẽ hồi theo đường này và tiếp tục trở lại băng tải đi lên đường gần và sàng tiếp. Còn những cái hạt lúa mà bóc nước đã sạch 100% thì sẽ được băng tải chuyển xuống dưới bễu của máy sắt trắng để chuẩn bị sát. Bà con có thể nhìn thấy gạo lứt của chúng tôi sau khi qua gần lọc gạo lứt thì sẽ sạch 100%, không còn một hạt lúa nào. Gạo này có thể dùng để nấu ăn được luôn. Đó. Sau khi mà qua hệ thống của máy sát gạo lứt. Đây là đầu trà trắng của dàn máy xay giấc gạo liên hoàn 15SF. Dàn trà trắng này là được sử dụng công nghệ mới và hiện đại nhất. Bây giờ bóc trắng của máy là sử dụng bằng runo đá, giúp bóc đều và đẹp trắng và ít vỡ nhất cho tất cả các dòng máy xay gạo tiên tiến nhất bây giờ. Bà con có thể nhìn thấy đây là nguyên liệu gạo sau khi bóc ra. Hạt gạo rất trắng, đều đẹp và tỷ lệ vỡ rất là thấp. Sau khi mà gạo trắng được bóc ra thì sẽ đi qua một cái sàng. Sàng này sàng ly tâm 3 cấp. Đầu tiên nó sẽ sàng để đưa những hạt gạo đẹp nhất đưa vào trong bao để cho bà con sử dụng ăn. Và bên hông này nó sẽ ra là những cái hạt tấm nhỏ, hạt mày để dành cho gà con ăn. Và bên này thì sẽ ra là cái hạt mà sàn tấm nhỏ nhất, hạt tấm chấu. Bà con có thể nhìn thấy đây là nguyên một dây chuyền bóc nó đẹp với năng suất từ 1 tấn đến 1 tấn 3 trên 1 giờ để rất là phù hợp với tất cả các hộ kinh doanh gia đình. Thế giới máy chúng tôi vừa giới thiệu khái quát về dòng máy xay giấc gạo liên hoàn 15SF, dòng máy xay giấc gạo liên hoàn mới nhất, hiện đại nhất tại Việt Nam, sử dụng cho các hộ gia đình, hộ kinh doanh xay gạo sạch, xay gạo dịch vụ, xay gạo xuất khẩu. Với dòng máy xay giấc gạo này nó sẽ giúp cho bà con cải thiện về cái sắt gạo ít hao mòn và ít vỡ. Nếu bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy xay giấc gạo liên hoàn, hãy liên hệ với chúng tôi. Công ty Thế Giới Máy là nhà phân phối máy xay gạo lớn nhất tại Việt Nam, sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn hướng dẫn tận tình, sẽ có đội ngũ bàn giao hướng dẫn lắp đặt tại nhà, hướng dẫn cách sử dụng và bàn giao cho quý khách đến khi nào quý khách sử dụng được và chế độ bảo hành bảo trì máy tốt nhất hiện nay. Chào và hẹn gặp lại quý bà con.